Công an kính chào quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, lễ hội chương trình ngày sinh nhà thơ nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, vào thời của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu là sống trong hoàn cảnh đất nước ly loạn, nhân dân đứng lên đánh đuổi quân Pháp xâm lược, và truyền thống ấy đã được lặp lại khi chính tại Bến Tre phong trào đồng khởi đã quét sạch đế quốc Mỹ. Bao thế hệ đã thủy chung gìn giữ đất nước quê hương như chính những vần thơ yêu nước và đánh hát của cụ Đỗ Chiểu. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với bài thơ Tấm gương Đỗ Chiểu, Tấm gương cụ Đỗ của nhà thơ Mai Nhật Thu, và bài thơ này đã được nhạc sĩ Dương Đức soạn thành ca khúc. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Tấm gương cụ Đỗ qua phần trình bày của ca sĩ Thúy Vinh. Thank you.
đường Công Chánh Lợi Giờ, gia đình Phú Hồ đã hứa gả con gái cho Nguyễn Đình Chiểu lại bồi hôn. Nhưng những nỗi bất hạnh đó không đè bẹp nỗi ý chí hành đạo cứu đời của chàng thanh niên 27 tuổi. Nguyễn Đình Chiểu về gia đình mở trường dạy học, học trò theo học rất đông, danh tiếng thầy Đồ Chiểu vang khắp miền lục tỉnh. Ông còn bốc thuốc chữa bệnh cho dân để cứu nhân độ thế với tấm lòng nhân ái bao la. Ăn mày cùng đứa đời sanh, bệnh còn cứu đặng của đành cho không. Và những tác phẩm của nhà thơ mù Nguyễn Đình Chiểu cũng đã được truyền tụng khắp chợ cùng quê, được nhân dân yêu mến và trân trọng giữ gìn như những bài học quý giá về đạo làm người chân chính. Là một thầy giáo, một thầy thuốc và một nhà thơ, ba trọng trách ấy quả thật một người lành lặn bình thường cũng có bề đạt đương nổi. Phải có một nghị lực chiến đấu phi thường, vượt trên số phận quán nghiệp mới có thể cống hiến cho đời đến mức tối đa như vậy. Cảm phục thầy, một người học trò là Lê Tăng Quỳnh đã làm mối chị gái cho mình. Cho thầy, cô Lê Thị Điền trở thành người vợ hiền thục của thầy Đồ Chiểu. Khi giặc Pháp đánh vào gia đình, triều đình hoàng hốt lo việc cầu hòa, nhưng nhân dân và các sĩ phu yêu nước đã ngay lập tức đứng lên chiến đấu bảo vệ từng tất đất của cha ông. Không thể trực tiếp cầm gương súng xông ra trận tiền, Nguyễn Đình Chiểu đã tích cực cùng các lãnh tụ nghĩa quân bàn mưu tính kế đánh giặc, đồng thời sáng tác những vần thơ chạy bồng căm thù để khích lệ tinh thần chiến đấu chống giặc của nhân dân. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyễn Đình Chiểu vẫn hưởng ứng phong trào tí địa tánh khỏi đất giặc của các sĩ phu yêu nước Nam Kỳ. Gia đình mất, ông chạy về quê vợ vợ ở Cần Duộc. Cần Duộc mất, Nguyễn Đình Chiểu lãnh về Ba Tri Bến Tre, rồi cả lục tỉnh đều lọt vào tay giặc. Nỗi đau dồn lên đầu ngọn bú và tấm lòng vẫn sáng tự gương, nhà thơ mù đất Đồng Nai đã nêu cao tấm gương kiên trung bất khuất trước kẻ thù. Mọi sự đe dọa, mọi thủ đoạn dù nhổ, mua chuộc bằng tiền tài, đất đai, danh vọng của thực dân đều không lung lạc nổi ý chí Nguyễn Đình Chiểu. Dầu thua cuộc rồi mà ông lưng vẫn thẳng, đầu vẫn cao, ngay kẻ thù cũng phải kính nể. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu bằng ngoài vũ cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyễn Đình Chiểu mất ngày 3 tháng 7 năm 1888 tại Ba Tri. Đám tang ông, cả cánh đồng Ba Tri rợp đẳng khang tang, rất đông học trò và đồng bào đã thương tiếc tiễn đưa người thầy giáo, nhà thơ, người con ưu tú của dân tộc về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân Bình thì có nhạc sĩ Tiểu Dương thay mặt ban giám khảo tham dự. Và về phía ban tổ chức thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Thanh Bền, Chủ tịch Chi hội Đồng Hương, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Anh Bền vừa ở dưới đây. Và bây giờ là phần phát biểu, chúng tôi được xin mời Thạc sĩ Thanh Bền, Chủ tịch Chi hội Đồng Hương, huyện Cần Duộc, Long An, tại thành phố Hồ Chí Minh lên phát biểu. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, tôi xin bổ sung thêm với danh sách đại biểu. Có đồng chí Hoàng Phạm Hoàng Diên, có ban thể thao văn hóa của huyện Cần Duộc thay mặt cho huyện Cần Duộc đến đây mới dự đi đến trễ. Rồi Diên ơi, kính thưa đại diện
Cần Duộc, tỉnh Long An, ban liên lạc đồng an Phương Cừ, tỉnh Quế, ban liên lạc đồng hương huyện Cần Duộc, hậu vệ của Nguyễn Đình Diệu, quý vị nhân sĩ trí thức, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà báo và đông đảo cô bác anh chị yêu kính nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Diệu đã đến dự. Kính thưa quý vị, trước tiên tôi xin được thay mặt ban tổ chức gửi lời trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị, những người nhiệt tình và yêu kính đức độ tài năng, đặc biệt lòng yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của một danh nhân lỗi lạc ở đất Nam Bộ và cả nước Việt Nam, chí sĩ Nguyễn Đình Diệu. Tiểu sử Nguyễn Đình Diệu nhiều quý vị đã biết. Ở đây tôi xin được nêu sơ nét dưới góc nhìn gia khoa học như tổ phụ, tổ quán, hai yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến ý chí, phẩm chất và tâm lòng của Nguyễn Đình Diệu. Nguyễn Đình Diệu sinh đúng giờ Dậu ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Ngọ, nhằm ngày 1 tháng 7 1822 tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 25 tháng 5 năm Mậu Tý, nhằm ngày 3 tháng 7 1888 tại Ba Tri, Bến Tre, đất Thị Địa lúc bấy giờ. Nguyễn Đình Diệu là con trai trưởng dòng sau của cụ ông Nguyễn Đình Quy và cụ bà Trương Thị Tiệp, cuộc đời chính của chi họ Nguyễn Đình. Theo Nguyễn Đình Tập Phả viết năm 1811, tổ quán Nguyễn Đình là làng Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, nay là Thừa Thiên Huế. Đây là dòng họ nho gia danh giá, có truyền thống yêu nước, giỏi văn thơ, làm nghề dạy học giúp đời, nghề thì thuốc cứu người, khi cần thì cũng trực tiếp tham gia chống giặc như ông Nguyễn Đình Quân, em út của cụ Nguyễn Đình Diệu, đã theo nghĩa quân đốc binh là đánh Pháp, hy sinh năm 1862 lúc mới 21 tuổi tại mặt trận Cần Duộc. Nguyễn Đình Diệu có lòng yêu nước thương dân mãnh liệt vì bản thân ông đã gắn bó ruột thịt với vốn quê hương tổ quán Thừa Thiên, sinh quán Tân Bình, Gia Định, trú quán Cần Duộc, tỉnh Chợ Lớn cũ nay là Long An, tạ quán ở Ba Tri, Bến Tre. Hiện nay có 3/4 nơi nhân dân tổ chức kỷ niệm cũ hàng năm là Ba Tri, Cần Duộc và Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh như hôm nay. Hai nơi có đình thờ là Cần Duộc tại đình Mỹ Lộc, được nhân dân tôn thành, nơi mà gần ngôi nhà xưa của gia đình cụ. Đặc biệt là ở xã An Đức, huyện Ba Tri, Bến Tre, nơi cụ tạ thế, nhà nước đầu tư xây dựng đền thờ khang trang và tỉnh Bến Tre đã tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm trong 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7 hàng năm, và đây được coi là ngày lễ quan trọng nhất của tỉnh. Bài văn tế nghệ sĩ Cần Duộc được khắc trên đá hoa cương đặt trang trọng ở nhà bia tại khuôn viên chùa Tôn Thạnh, di tích lịch sử quốc gia, nơi Nguyễn Đình Diệu viết bản Hùng Văn Bất Hủ này. Hiện tỉnh Long An đang tiến hành xây dựng đài tượng đài nghệ sĩ Cần Duộc trên nền đồn lan xa xưa tại cổng chính vào thị trấn Cần Duộc. Phần này có thể đại diện lãnh đạo huyện Cần Duộc để báo cáo đại biểu ha. Kính thưa quý vị, trong không khí trang nghiêm và thành kính của buổi lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta ôn lại thân thế sự nghiệp của danh nhân tiêu biểu cho khí phách anh hùng bất khuất
tinh thần quyết thắng trước mọi kẻ thù xâm lược của dân tộc. Trong lúc một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ta đang dậy sóng ở Biển Đông, tưởng cũng là một việc làm hữu ích và cần thiết lắm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thạc sĩ Thanh Bình. Và sau đây là lễ dân hương, xin mời người. Mời đương sĩ Châu Anh Phụng là người đã cảm bảo về Cụ Đồ rất lâu, người có nhiều tư liệu nhất về Cụ Nguyễn Văn Chiêu. Xin được trân trọng kính mời đương sĩ Châu Anh Phụng. Kính thưa quý vị yêu văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu, kính thưa ban tổ chức lễ kỷ niệm của Nguyễn Đình Chiểu lần thứ 12 tại quận Tân Bình. Trước đây, văn thơ, phim ảnh, đài truyền hình, truyền thanh thường đề cập đến Lục Phương Tiên, mà Lục Phương Tiên là tác phẩm của Cụ Đồ Chiểu. Năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre phối hợp cùng hãng phim Tuổi Trẻ Thủ Đô thực hiện đĩa phim Ánh Sao Quê Nguyễn Đình Chiểu, đề cập đến cuộc đời và sự nghiệp Cụ Đồ Chiểu, mà Cụ Đồ Chiểu là tác giả của Lục Phương Tiên. Kính thưa quý vị, nước ta có ba nhà văn hóa lớn: miền Bắc Nguyễn Trãi, miền Trung Nguyễn Du và miền Nam Nguyễn Đình Chiểu. Cụ Nguyễn Trãi, cụ Nguyễn Du đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Còn riêng cụ Đồ Chiểu thì qua cái đĩa Ánh Sao Quê Nguyễn Đình Chiểu mà câu nói đó là của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thì tôi tin chắc rằng với cái đĩa này là một trong những nền tảng vững chắc để UNESCO có cơ sở đưa Cụ Đồ Chiểu lên hàng danh nhân văn hóa thế giới. Hôm nay ngày 12 tháng 7 2014, tôi là Châu Anh Phụng, quê hương Cần Ruộng, xin trân trọng trao cho nghệ sĩ Vũ Ban, người rất có công lớn đã tổ chức lần thứ 12 lễ Cụ Đồ Chiểu tại quận Tân Bình và các nơi khác. Ánh Sao Quê Nguyễn Đình Chiểu, xin mời Vũ Ban lên nhận. Và ngoài ra, ngoài những tác phẩm mà Việt Nam liệt kê là di sản văn hóa dân tộc, thì Cụ Đồ Chiểu còn sáng tác một văn quả tác phẩm sống, rất sống, đó là Nữ Sĩ Trương Nguyệt Anh, một người phụ nữ miền Nam đầu tiên ra làm báo Vĩnh Phúc tờ Nữ Giới Chung năm 1918, đem chuông đi đánh Sài Gòn để cho nữ giới biết con Cụ Đồ. Xin trân trọng chào.
nói đây luôn, qua ba nói luôn. Kính thưa quý vị, nhà thơ nhà Đức Phạm Thủy Quang có viết một cái bức thư pháp rất hay, những hai câu nổi tiếng của Cụ Đối Chiếu và chúng ta phải thuộc nắng lòng. Xin mời nhà thơ Thủy Quang lên sân khấu và xin mời thạc sĩ Thanh Bền lên nhận cái bức thư pháp này của nhà thơ nhà thơ. Kính thưa quý vị, tôi rất cảm ơn và chân thành được dự cái buổi chương trình thơ nhạc kỷ niệm 192 ngày sinh và 126 ngày mất của Đỗ Chí Minh. Các tôi thì có lẽ buổi kỷ niệm ngày hôm nay nó mang rất nhiều kinh nghiệm. Tôi đã từng nói chuyện buổi tập huấn về luật biển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Hà Nội, thì có luật sư nói rằng chúng ta đang bắt đầu cuộc chiến không đủ sức, và như chúng ta đã thấy khi mà Trung Quốc hạ đặt cái giàn quan Hải Dương 981 tại cái thềm lục địa hay là vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đó phải gọi là chính thức sự xâm lược đó. Có lẽ những người nhà thơ yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu đã có vai trò rất quan trọng, đã nuôi dưỡng cái lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam khi mà Pháp xâm lược Việt Nam chúng ta, và cả cuộc đời của cụ phải nói rằng là không những mình đấu tranh với cái thơ yêu nước mà cụ còn là một nhà giáo chân chính tiêu biểu của cái thế kỷ 19 đó. Và cái tấm gương của nhà giáo tiêu biểu đó, ngoài cái thơ đã tạo ra cái ảnh hưởng rất quan trọng đối với lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam suốt thế kỷ 19. Sang thế kỷ 20 thì có rất nhiều những nhà thơ yêu nước, trong đó có Cụ Hà Nam, Trần Tuấn Khải. Và tôi đã dự và tôi rất cảm xúc cái bài Cô Bán Nước. Với cái buổi thơ nhạc ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là nó là một cái hình thức để mà giữ hồn dân tộc. Tôi có nghiên cứu về vấn đề văn hóa Việt Nam và thế giới, thì tôi thấy là chưa có một nước nào như Việt Nam thơ, nhất là thơ lục bát, có thể hát được hàng trăm, hàng ngàn là điều dân ca các cổ vật, chưa có một nước nào. Và Cụ Đối Chiếu, cái thơ của Lục Vân Tiên đó, là Trường Ca Lục Bát, cũng là một cái nhà thơ tiêu biểu về trường ca của Việt Nam. Như quý vị đã từng nói, nếu Nguyễn Du là nhà thơ trường ca Việt Kiều ở miền phía Bắc, miền phía Nam, phải là Lục Vân Tiên của Cụ Đối Chiếu. Và như vậy, thơ ca
là hình thức có thể là giữ hồn dân tộc. Thì những cái điều khác mà quý vị đã nghe và sẽ nghe hôm nay đó thì phải nói, sẽ đem vào cái tâm khảm của mình, cái tinh thần dân tộc hồn đẹp đó. Vì vậy tôi mong rằng là cái tinh thần, cái buổi thơ ca của câu lạc bộ Thơ Việt, Trung tâm Văn hóa của Tân Bình đó, nó sẽ được phát huy phát triển. Riêng tôi nhân cái dịp kỷ này, kỷ niệm này, tôi xin được kính dâng lên cụ một cái trường ca Biển Đông Dạng Sóng hay là Tôn Lục Bát, mà mở đầu là Thành Biển Đông. Và tôi mong rằng là một ngày gần đây để sắp xuất bản cái tác phẩm đó, tôi xin được dâng lên cụ và tiếp nối cái tinh thần yêu nước. Và chắc chắn với tình thần yêu nước đó, chủ quyền của Việt Nam hay nước Việt Nam sẽ mãi tồn tại. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã nghe. Thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhạc. Và để tiếp tục chương trình nghi thức, xin mời nghệ sĩ Vũ Văn lên sân khấu để làm lễ dân hương. Xin mời nghệ sĩ Vũ Văn. Chúng tôi xin trân trọng mời nhà thơ Đỗ Bồng để biểu diễn cái lễ dân hương cho cụ. Xin mời nhà thơ Phương Kỳ thắp nhang. Và chúng tôi được xin mời giáo sư Lê Minh Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Nhạc, tiến sĩ Vũ Đình Huy, tiến sĩ nhà thơ Nguyễn Khắc Diệu, đại tá Huỳnh Trọng Nghĩa, giáo sư Thế Sinh và nữ sĩ Châu Anh Phùng xin đại diện cho nhiều tầng lớp để bên thắp nhang và chúc phúc. Xin mời. Kính thưa quý vị đại biểu, chúng tôi xin phép được cùng quý vị thay mặt toàn thể những nhà thơ hậu duệ của các cụ có mặt ở đây để dâng hương. Trong khi đó, tôi mời nghệ sĩ Đông Nguyên ngâm bài Tình Dược, và trong khi đó kính mời toàn thể quý vị hãy dành một phút đứng lên trang nghiêm hướng về di ảnh của cụ để tỏ lòng thành kính đối với cụ. Chúng tôi xin phép ban tổ chức cho trong nhà. Thank you.
Hỡi ôi, súng giặc đất rền, lòng dân trời to. 10 năm công vớ ruộng, chưa ắt danh nổi như phao. Một trận nghĩa đánh tay tuy là mất tiếng vàng như mỏ. Nhớ linh xưa, cùi cuốc làm ăn riêng lo nghèo khó. Chẳng quen cung ngựa, đâu tới trường nhúng. Chỉ biết ruộng trâu ở nơi làng bồ. Việc nước, việc cày, việc bừa, việc cấy, tài vốn quen làm. Tập khiêng, tập súng, tập mát, tập cờ mắt chưa từng ngõ. Ngoài vẫn có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu bầu ngoài. Trong tay cầm một ngọn tầm vong, chi này sắm vào tù non gòn. Hỏa mai đánh bằng đêm con cuối, cùng đốt xong nhà giải đạo kia. Gươm đao dùng bằng lưỡi dao phai, cùng chém rất đầu quan hai nọ. Chi nhập quảng giống trong kỳ trong dục, đạp rào lượt tới coi giặc cũng như không. Nào sợ thằng tay bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào liều mình như chẳng có. Kẻ đâm ngang người chém dọc, làm cho mã tà ma ni hồn kinh. Bạn bè trước lũ á sau, rồi trôi kẻ tàu sắt tàu đồng sung. Thơm
sanh gặp linh hồn theo giấc cơ mình mùng kiếp nguyện được ta thù kia. Sống nhờ qua thắt cũng thờ qua lời dụ dạy đã đành rằng một chữ đủ ấm đền công ơn đó. Kính thưa quý vị đại biểu, sau đây là phần nghi thức của chúng ta đã kết thúc và chúng ta tiếp tục phần văn nghệ. Phần văn nghệ tiếp theo là những nhà thơ và những nhạc sĩ có tên tuổi trong làng thơ nhạc của chúng ta. Mời quý vị lắng nghe một ca khúc Về Bến Tre, thơ Nguyễn Đăng Diệp, nhạc Mai Ba do ca sĩ Thùy Dương trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và xin gửi đến tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mai Ba và nhạc sĩ Nguyễn Đăng Diệp. Gửi đến tất cả quý vị các khúc mang tên Trở Lại Bến Tre. Xin được mời quý vị cùng nghe. Ca khúc Trở Lại Bến Tre, thơ Nguyễn Đăng Diệp, nhạc Mai Ba, thể hiện ca sĩ Thùy Dương.
Thưa quý vị, hai câu thơ chở bao nhiêu đào thuyền không ngọt, đâm mấy hàng giang cũng chẳng vào. Chỉ hai câu thơ của cảm khái của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã đi vào bất diệt của thơ ca Việt Nam. Hai câu thơ tỏ rõ chí khí anh hùng của chiến sĩ yêu nước thương dân. Tuy tận quyền chú trọng nghĩa khí kiên trung sáng ngời và lưu danh hậu thế, chúng tôi xin giới thiệu bài thơ Nhớ Cụ Đồ Kiệu của nhà thơ nhà thư pháp Thủy Quang. Và bài thơ này sẽ được diễn ngâm qua dòng diễn ngâm của nghệ sĩ Vũ Ba với tiếng đặc biệt của nghệ sĩ Việt Hùng. Thank you.
của nhà thơ Nguyễn Đình Diệu. Và tiếp theo đây chúng tôi xin giới thiệu một bài thơ nữa của nhà thơ Nguyễn Đình Diệu với nhan đề là Chạy Giặc. Và bài thơ này sẽ do nghệ sĩ Đông Nguyên trình bày. Xin mời nghệ sĩ Đông Nguyên. Mời cùng tất cả anh chị em có mặt hôm nay, tự một người sức khỏe và sâu lắng.
cháu hưởng chung một lòng tưởng nhớ anh hùng cổ xưa. Đó là hai câu trong bài thơ Về Bến Tre của nhà thơ Hạnh Ngọc. Xin quý vị thưởng thức bài thơ này qua giọng diễn đồng của nghệ sĩ Vũ Ba. Thank you.
Và lần lần nữa Hồng xin thể hiện bài Kỷ Thiên Phù Đường của nhà thơ Hoàng Phổ. Cầm dù, cầm dù lòng xứ bên chương trình thơ nhà kỷ niệm 192 năm ngày sinh và 126 năm ngày mất của nhà